Nhìn gì mày? Nhìn anh giống bố em quá. Bố con gì mày? Nhìn giống không? Giống như vậy bố đi con. Bố. Nhỏ quá, con lại đi con. Bố. Đúng là con trai của em của ta. Anh ơi, lấy bạn thêm một ly cà phê đen cà phê sữa nữa. À, em muốn ly cà phê đen cà phê sữa. Rồi, okay. Thêm cái túi ngoài đi nữa. Rồi, ok ok. Thôi đây. Ê, từ từ, chưa trả tiền. Tí nữa bố em tính tiền anh. Đâu, bố em đâu? Bố em kia. Bố. Ê, bố đi con. Rồi, ok ok. Nó tiền luôn em ơi. Dạ, cùng mình hết 80 ngàn nha. Cái gì? Mắc đi, anh uống có ly cà phê 80 ngàn. Đâu, nãy con của anh gọi thêm 2 ly. Với lại ly nó, ly anh là 80 á. Để em thấy kêu là bố con gì mà. Em điện thoại cái thân tôi rồi. Thôi cho anh gửi tiền nào. Rồi, cảm ơn anh.